Alo, xin kính chào toàn thể cô chú và anh chị đã trở lại ở kênh YouTube của Sế Đẹp 888 cũng như là fanpage Facebook là Đạt 888. Thì đã lâu rồi em không có dành thời gian chia sẻ cho bác những cái mẫu xe riêng lẻ từ cái mẫu xe. Thì ngày hôm nay em vừa về một mẫu xe dòng xe Olin 700B. Một mẫu xe đời 2017 đang lên gương cao, kính điện rồi, đang kiểm dài. Với cái mức giá đang là chia sẻ chi tiết cho mẫu xe này là 425 triệu đồng. Xe có 3 khoang, thùng dài 6m2. Xe vuông vắn cam kết không đụng va chạm, không thủy kích, sang tên đổi chủ thì nhanh chóng dễ dàng thôi. Đăng kiểm nó còn tới tháng 3 năm 2022 các bác nhé, biển số Hà Nội. Rất thuận tiện đi trên những mọi các cung đường. Bây giờ chúng ta cùng đến review chi tiết về mẫu xe này các bác nhé. Một mẫu xe màu trắng này. Máy chất xe thì đảm bảo cho về chất lượng. Một cái góc nhìn là một cái video tổng quát từ nội thất, ngoại thất đến phần máy móc cho các bác nhé. Máy con này thì khá là chất, đã 2017, trang bị đầy đủ điều hòa rồi. Về các bác chỉ việc kinh doanh kiếm tiền thôi, không phải làm thêm bất cứ gì cả. Đây một góc nhìn là khá là rộng này, để thấy cái tổng thành dài xe. Xe còn rất là vuông vắn nhé. Sơn xi thì có bắn tỉa qua một chút thôi. Hiện tại em mới về rất nhiều các mẫu xe 700B đời 2015, 2016 và 2017. Và tất nhiên là sẽ có những cái chương trình ưu đãi khuyến mãi cho các bác khi các bác trực tiếp lên xem xe tại địa chỉ là phố Giang Khánh, thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Bây giờ các bác lên em thì muốn lên được Thái Nguyên thì phải có cái giấy kiểm tra PCR khá là kỹ càng trước 72 giờ để đảm bảo cho cái tình hình chống dịch nó ổn định hơn. Bây giờ chúng ta cùng đi qua trước và cái phần sàn sóng của chiếc xe này các bác nhé. Đây là phần toàn bộ hệ thống sàn sóng và chassis này, rất là vuông vắn này, không một chút móc méo cong vênh nào cả. Cái phần sàn nó có thể hiện được xem là cái chủ cũ của nó có chở hàng có lặng hay không các bác nhé. Chở hàng lặng có nhiều hay không, hoặc chở nhiều hay không thì thể hiện được ngay. Một mẫu xe biển Hà Nội. Một chút nữa thì em sẽ mở thùng ra, xe vừa về đây em cũng chưa kiểm tra kỹ lưỡng phần thùng. Ra lên gương cao rồi, gương kính chỉnh điện, xe cam kết cho bác không đụng va chạm gì cả. Có rất là nhiều cái sự tham khảo khi các bác trực tiếp lên xem xe. Bên em thì đời 2015 cũng có, 7.B 2015 cũng có, 2016 cũng có. Ghế thì đây là toàn bộ không gian nội thất của nó đây. Ghế thì vẫn là ghế nỉ nguyên bản nhé. Đây tổng không gian thật đây. Ở một góc nhìn như thế này chúng ta có thể thấy khá là kỹ lưỡng này. Đó. Hơi tối chứ phải. Hôm nay Thái Nguyên cũng đã khá là oi bức rồi. Trời cứ mưa xong lắng liên tục. Đây tổng phần trần đây. Trần thì chưa làm trần gì cả, đây trần nỉ nguyên bản nó luôn. Cái mẫu xe này còn nó còn nguyên bản, toàn bộ nó nguyên bản hết các bác nhá. Xe chạy được có khoảng 10 vạn thôi, 9-10 vạn thôi. Xe về là em chưa dọn rửa gì cả. Đó. Một chút lướt qua về phần ngoại thất và nội thất của chiếc xe này. Bây giờ thì em sẽ cố gắng mở phần thùng ra để chúng ta xem kiểm tra xem nó đã được lót sàn hay chưa. Đây bây giờ em sẽ lách chùa cái phần thùng này thì được. Góc nhìn này thì khá là, thùng nó khá đẹp này. Đó. Giờ vô bắn luôn. Đang lót sàn đầy đủ luôn. Đang được đầy đủ cái hóa lót sàn này các bác nhé. Vừa rồi là những cái thông tin cơ bản em chia sẻ cho bác về một cái mẫu xe. Mẫu xe dòng xe Taco Olin 700B đời 2017. Mẫu xe này đã trang bị đầy đủ điều hòa, mặt lót sàn đến nóc rồi. Với cái mức giá đang được chia sẻ cho mẫu xe này là 425 triệu đồng. Các bác mà đang quan tâm tới mẫu xe này thì có thể liên hệ em qua các số điện thoại được ghi trên màn hình là 0975 180 777, 0981 188 765. Đây phần lốp đá đây, lốp đá còn khá là đẹp đây.
Đúng ra khá đẹp này. Đó. Đây ở góc không nhìn như này nó phải ấn cầm bằng phần này của chassis và lốp lát của nó này. Lốp lát tương đối là đẹp. Xe thì đảm bảo chất lượng cho các bác rồi. Đó. Vừa rồi đó là những cái chia sẻ nhanh về cái mẫu xe dòng xe Taco Olin 700B. Các bác mà đang quan tâm đến mẫu xe này vui lòng liên hệ qua các số điện thoại được ghi trên hình là 0975 180 777 0981 188 765. Mẫu xe này em sẽ có những cái hình ảnh nó rất là chi tiết nên các bác có thể kết bạn Zalo để em sẽ gửi và những tư vấn kỹ càng nhất các bác nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video chia sẻ và báo giá nhanh cái mẫu xe dòng xe Olin 700B đã 2017 ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bác ở những video chia sẻ và báo giá lần sau.